Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức tổng hợp quốc tế mới nhất. Mở đầu phần tin sẽ là tình hình xung đột Nga-Ukraine. Hé lộ bí mật phía sau cuộc chiến Nga-Ukraine, phần 11, kịch bản kết thúc xung đột năm 2024. Dưới phân tích nhận định, cuộc phản công của Ukraine đang gặp khó khăn đáng kể và nếu Mỹ không khẩn trương hành động theo hướng cổ suý hòa đàm, thì lợi ích của Mỹ sẽ bị tổn hại nhiều. Trước kịch bản, Nga sẽ đánh lớn và động viên quân dự bị. Chiến dịch phản công mùa hè của Ukraine dù chưa dừng hẳn nhưng đã gặp nhiều trục trặc khó khăn. Thực sự đã tới lúc Mỹ cần hành động để thúc đẩy giải pháp hòa bình nhằm đảm bảo lợi ích của chính họ và cộng đồng quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh Nga có thể mở cuộc tiến công mới vào năm 2024. Cho tới nay, 12 lưu đoàn mới của Ukraine do NATO đào tạo đã hứng chịu tổn thất lớn mà vẫn chưa tới được các tuyến phòng thủ kiên cố đầu tiên của Nga. Các lực lượng Nga thường xuyên có được ưu thế trên không, sức mạnh của họ ngày càng được tăng cường bằng số lượng khí tài rẻ nhưng hiệu quả như UAV cảm tử Lancet. Mỗi ngày trôi qua, càng kéo cuộc xung đột tới gần mùa thu và mùa ẩm ướt đặc trưng ở Nga, khi mưa và bùn lầy sẽ cản trở hoạt động tác chiến cơ động. Với những dữ khuê Na đã thể hiện trong thời gian qua, cuộc phản công của họ khó lòng đạt được các mục tiêu chính, dù chiến dịch này chưa kết thúc hẳn. Các viện trợ khí tài của phương Tây cũng chỉ làm dịu đi phần nào tình hình cho Ukraine. Đa phần các xe tăng chiến đấu chủ lực mà phương Tây cam kết đã ở trên chiến trường và ít có triển vọng phương Tây sẽ cung cấp thêm những khí tài hạng nặng này cho Ukraine. Dù Liên minh máy bay chiến đấu đã hứa cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine, nhưng kỳ thực không rõ khi nào và đâu việc này sẽ được triển khai. Ngay cả khi các máy bay F-16 được bàn giao thành công cho Ukraine, thì số lượng đó vẫn bị áp đảo trước không quân Nga và mạng lưới phòng không tổng hợp đáng gờm của Nga. Kho khí tài chính xác của phương Tây đang giảm dần. Điều này giải thích vì sao chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chối cung cấp cho Ukraine các tên lửa ATACMS, hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân, thứ ghi tài thiết yếu đối với an ninh của Mỹ tại Thái Bình Dương. Với hoàn cảnh ảm đạm như vậy, liệu kịch bản Triều Tiên có phải là kết quả khả dĩ nhất? Nếu kịch bản này xảy ra, thì khi chiến dịch phản công của Ukraine kết thúc vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 này, xung đột ngạo Ukraine sẽ đóng băng tại đường biên hiện tại gần như tương đương với tiền tuyến giữa các bên. Tình huống trên vẫn chưa phải là xấu nhất đối với Mỹ. Washington sau đó vẫn còn khả năng giảm dần căng thẳng với Moscow và tái thiết lập đối thoại về đường hướng tương lai cho cấu trúc an ninh châu Âu. Điều quan trọng là Mỹ cuối cùng vẫn có thể tập trung vào Thái Bình Dương. Rốt cuộc Trung Quốc mới là đối thủ ngang cơ thực sự của Mỹ. Giới quan sát đánh giá Trung Quốc đã làm suy giảm ảnh hưởng của Mỹ kể từ năm 2022 khi phương Tây áp đặt loạt lệnh trừng phạt hà khắc lên Nga. Tuy nhiên kịch bản Triều Tiên vẫn có một vấn đề đối với Mỹ, đó là kịch bản này mặc định cho rằng ban lãnh đạo Nga đang rất cần một lệnh ngừng bắn và mong muốn ngồi vào bàn đàm phán. Có ít bằng chứng ủng hộ nhận định này. Trên thực tế, không chỉ chiến đấu kịch liệt để ngăn chặn đà tiến của Ukraine tại miền Nam, Nga còn mở cuộc tiến công của riêng họ ở phía Bắc và nhằm chiếm toàn bộ tỉnh Lugansk, nơi quân Nga đang tiến lên đều. Trước khi đó, xã hội và nền kinh tế của Nga vẫn tương đối ổn định. Cuộc binh biến của ông chủ Wagner thực ra chỉ là một chút lệch lạc, không tạo ra sự thay đổi căn bản nào trên chính trường Nga. Hơn nữa, các chỉ trích của ông cũng chỉ hướng tới đẩy mạnh hoạt động tác chiến của Nga. Trên thực tế, nhiều khả năng Kremlin mong muốn giành chiến thắng hơn là vô vọng chờ đợi đàm phán. Andrei Gululev, cựu tư lệnh quân khu miền Trung Nga và hiện là một nghị sĩ dân tộc chủ nghĩa tại Duma Quốc gia Hạ viện Nga, tuyên bố rằng năng lực công nghiệp quốc phòng của Nga đang mở rộng nhanh chóng và đủ đáp ứng nhu cầu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine với nhu cầu của 150.000 binh sĩ hợp đồng mới gia nhập quân đội Nga. Năng lực sản xuất khí tài của Nga có thể được đẩy lên tiếp để đáp ứng một đợt động viên lực lượng mới. Quốc hội Nga đã xúc tiến tiến trình nâng ngưỡng tuổi vẫn có thể gọi tổng quân lên thành 30. Đáng lưu ý có một dự án sửa đổi luật Nga có hiệu lực vào tháng 10 với nội dung cấm đi xa đối với bất kỳ ai có tên trong danh sách gọi nhập ngũ hoặc dự bị động viên. Chiến thắng tại Ukraine tại Kharkov và Kherson vào cuối năm 2022 mang lại cho Ukraine nguồn vốn chính trị để họ yêu cầu phương Tây mở rộng viện trợ quân sự. Tuy nhiên, cơ chế này có tác dụng hai chiều, nghĩa là khi chiến dịch phản công của Ukraine thất bại, điều đó sẽ mang lại lợi thế đáng kể cho Tổng thống Nga Putin, tính chính danh trong nước và cả nguồn vốn chính trị. Các lực lượng dân tộc chủ nghĩa ở Nga cũng nhận thấy sự tương đồng giữa cuộc tiến công của Ukraine tại Zabrizia và trận chiến Kursk lịch sử vào năm 1943, những người này đề cập việc sau khi quân đội Đức thất bại tại Kursk, Hồng quân Liên Xô đã ồ ạt tấn công đối phương và giành chiến thắng trong chiến dịch Bagration. Từ những phân tích trên, giới quan sát nhận định Tổng thống Putin có thể cân nhắc các khả năng và sử dụng ảnh hưởng chính trị của mình để phát động một cuộc huy động lực lượng nghiệp ngũ thứ hai vào tháng 10 tới. Nếu lực lượng tân binh này được huấn luyện cần trương trong nửa năm, thì vào mùa xuân năm 2024, quân đội Nga sẽ có thêm 300.000 lính mới sẵn sàng tham chiến, trong bối cảnh quân Ukraine đã bị tiêu hào nhiều do hỏa lực Nga vào mùa đông trước đó. Khi quân Nga tấn công chấp nhoáng vào thủ đô Kiev năm 2022, họ thất bại do quá nhấn mạnh tới lực lượng cơ giới so với lực lượng bộ binh. Nhưng sau mùa xuân năm 2024, quân đội Nga sẽ không còn phải đối mặt với trở ngại này. Sử dụng lực lượng đủ đông trước một đối thủ kiệt sức, đồng nghĩa với khả năng cao Nga sẽ tạo ra được bước đột phá và quay trở lại với tác chiến cơ động. Trong trường hợp các lực lượng Nga có khả năng đánh sâu vào lãnh thổ Ukraine và chiếm các vùng mà Moscow xác định là mục tiêu của mình, thì xung đột Ukraine sẽ kết thúc theo hướng một chiến thắng chính cho Nga đây sẽ là một chiến thắng bằng vũ lực chứ không phải là một sự dàn xếp hòa bình do Mỹ làm trung gian. Hiển nhiên thắng lợi của Nga theo hướng đó sẽ lấy bước thụt lùi đối với Mỹ, làm giảm uy tín của Mỹ cũng như liên minh quân sự NATO. Trong bối cảnh Mỹ và NATO cung cấp khí tài và huấn luyện cho quân đội Ukraine, Nga có thể tuyên bố rằng họ đã một mình đương đầu với phương Tây và giành chiến thắng. Đồng thời khi ấy quan hệ Nga Trung Quốc sẽ được củng cố thêm một bước nữa. Mỹ có thể còn phải đối mặt với một triển vọng nữa, đó là các khí tài rẻ nhưng hiệu quả của Nga sử dụng trong xung đột này như UAV Lancet sẽ chảy tới cả những khu vực khác chống đối chính quyền Mỹ trên thế giới. Vì vậy, tiến sĩ Alex Buricop, chuyên viên tại Trung tâm Nghiên cứu Dân chủ của Trường Đại học Levana tại Lynnbrook của Đức, đánh giá rằng Mỹ buộc phải nghiêm túc theo đuổi ý tưởng tìm một giải pháp hòa bình được tất cả các bên, bao gồm cả Nga chấp nhận. Trên thực tế, các nhân vật Mỹ có ảnh hưởng đã tham gia ngoại giao với các đối tác ở Nga để hướng tới đàm phán hòa bình. Điều khiến Mỹ khó hiểu trong chiến dịch phản công hai mặt trận của Ukraina. Theo các quan chức Mỹ Việc Ukraine tập trung số lượng lớn lực lượng ở cả phía đông và phía nam thay vì ưu tiên cho một mặt trận có thể khiến chiến dịch phản công khó đạt được đột phá. Mục tiêu chính của cuộc phản công là cắt đứt tuyến hậu cần của Nga ở phía nam bằng cách chia cắt thành lang trên đất liền nối Nga với bán đảo Crimea. Tuy nhiên thay vì tập trung vào điều đó, các chỉ huy Ukraine đã chia đôi binh lính và hỏa lực ngang nhau ở phía đông và phía nam. Kết quả là các binh lính Ukraine ở gần Bakhmut và các thành phố phía đông nhiều hơn cả khu vực gần Militopol và Berdian tại phía nam hai mặt trận có giá trị chiến lược lớn hơn rất nhiều. Các chiến lược gia Mỹ đã cố vấn cho Ukraine nên tập trung vào mặt trận theo hướng Militopol, ưu tiên hàng đầu của Kiev và xuyên qua các bãi mìn cũng như phòng tuyến của Nga, thậm chí cả khi tổn thất nhiều lực lượng và trang thiết bị trong quá trình này. Theo một quan chức Mỹ, chỉ một thay đổi chiến thuật và một động thái quyết định có thể thay đổi nhịp độ cuộc phản công. Một quan chức Mỹ khác thì cho rằng Ukraine đang phân tán lực lượng quá rộng và cần củng cố sức mạnh chiến đấu tại một vị trí. Trong một cuộc họp trực tuyến qua video ngày 10 tháng 8, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley và người đồng cấp Anh Tony Radakin, công chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu, tướng Christopher Cavoli đã hối thúc Tổng Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Chajushny tập trung vào một mặt trận chính. Theo hai quan chức tham gia cuộc họp, ông Valery Chajushny đã nhất trí về đề xuất này. Các quan chức Mỹ cho biết có những dấu hiệu cho thấy Ukraine bắt đầu di chuyển một số lực lượng tác chiến giàu kinh nghiệm hơn từ phía đông sang phía nam. Tuy nhiên, ngay cả các đơn vị giàu kinh nghiệm nhất cũng phải tổ chức lại sau khi chịu tổn thất nặng nề ukraine đã xuyên phá ít nhất một lớp phòng thủ của nga ở phía nam trong những ngày gần đây và tăng cường sức ép lên phòng tuyến của đối phương các quan chức mỹ và ukraine cho hay kiev gần kiểm soát được rabutino một ngôi làng ở phía nam gần lớp phòng thủ tiếp theo của nga theo các quan chức mỹ việc giành được ngôi làng này là một dấu hiệu tốt tuy nhiên một số nhà phân tích đánh giá tiến triển cuộc phản công của ukraine quá chậm và quá muộn giao tranh chủ yếu diễn ra ở các khu vực bằng phẳng đã mang lại lợi thế cho bên phòng thủ Nga đang chiến đấu từ những vị trí ẩn nấp mà các binh lính Ukraine chỉ có thể thấy họ khi họ di chuyển. Vài giờ sau khi Ukraine dọn sạch một bãi mìn, Nga sẽ phóng tên lửa dài mìn vào những vị trí đó. Theo học thuyết chiến tranh của Mỹ, cần phải tập trung một nỗ lực chính để đảm bảo tăng cường tối đa nguồn lực ở một vị trí, thậm chí cả khi các lực lượng ở những khu vực khác đứng trên bờ vực thất bại hoặc đối thủ mở rộng phòng tuyến. Nga và Ukraine đang chiến đấu theo học thuyết quân sự Liên Xô, đó là tìm cách giảm tối đa sức mạnh của đối thủ bằng cách bố trí lực lượng và trang thiết bị bằng ngang bằng nhau tại các vị trí theo mệnh lệnh của chỉ huy, cả hai đội quân đều không đặt ra mục tiêu quan trọng nhất của mình. Việc Ukraine hiện vẫn tiếp tục tập trung vào Bakhmut, nơi từng chứng kiến một trong những cuộc giao tranh dài nhất và đẫm máu nhất trong cuộc xung đột, đã gây có hiểu cho giới chức quân sự và tình báo Mỹ. Ukraine đã dồn nguồn lực lớn vào việc bảo vệ khu vực xung quanh Donbass và tổng thống Volodymyr Zelensky dường như không muốn từ bỏ nỗ lực giành lại các vùng lãnh thổ đã mất. Các chiến lược gia Mỹ cho rằng chỉ nên duy trì một lực lượng nhỏ gần Bakhmut để cầm chân nga và ngăn cản họ sử dụng nó như một căn cứ để tấn công. Tuy nhiên, Ukraine tập trung đủ số binh lính ở đây cho nỗ lực giành lại thành phố này, một động thái mà các quan chức Mỹ cho rằng Kiev sẽ chịu tổn thất lực lượng lớn chỉ để đạt được thành quả hầu như không có giá trị về mặt chiến lược. Các quan chức Mỹ đã nói với giới lãnh đạo Ukraine rằng họ nên duy trì lực lượng ở Bắc Mút ít hơn và triển khai thêm binh lính ở các mục tiêu ở phía Nam. Dù vậy, giới lãnh đạo Ukraine bảo vệ chiến lược và kế hoạch phân tán lực lượng của mình, cho rằng họ đang chiến đấu hiệu quả ở cả phía Đông và phía Nam. Theo đó, việc duy trì số lượng lớn binh lính tại Bakhmut là cần thiết để gây sức ép cho Nga và bảo vệ phía Đông Bắc trước các cuộc tấn công của Moscow. Giới quan sát cho rằng trên thực tế, sự chỉ trích của Mỹ về nhịp độ phản công chịu ảnh hưởng từ lăng kính của một thế hệ quan chức quân đội chưa từng trải qua một cuộc xung đột quy mô và mức độ như cuộc xung đột ở Ukraine. Hơn nữa, học thuyết quân sự Mỹ chưa bao giờ được thử nghiệm trong môi trường giống như ở Ukraine, nơi Nga sở hữu các hệ thống gây nhiễu và tác chiến điện tử hiện đại và chưa bên nào giành được ưu thế trên không. Các quan chức Mỹ cho rằng Ukraine sẽ có thêm một tháng tới 6 tuần nữa trước khi mùa mưa tới cản trở cuộc phản công của họ. Điều kiện địa hình luôn là nhân tố chi phối căn bản, mùa thu và mùa xuân không phù hợp cho các chiến dịch binh chủng hiệp đồng, tướng Milley nhận định. Quan trọng hơn, ngoài thời tiết, lực lượng tấn công chính của Ukraine có thể mất đà tiến công vào giữa tới cuối tháng 9, giữa quan sát đánh giá. Cách đây một tháng, Ukraine đã xoay vòng lực lượng lần hai để thay thế lực lượng ban đầu không thể xuyên thủng phòng tuyến của Nga. Ukraine cũng thay đổi chiến thuật chuyển sang lối đánh cũ làm hao hụt các lực lượng nga bằng pháo tiêu lửa tầm xa thay vì lao vào các bãi mìn dưới hỏa lực trong những ngày gần đây ukraine đã bắt đầu đưa vào lực lượng dự trữ chiến lược cuối cùng các lữ đoàn tấn công trên không để tìm kiếm đột phá trong khi giao tranh có thể tiếp diễn trong nhiều tháng tới các quan chức phương tây cho rằng cuộc phản công của ukraine không có đủ hỏa lực quyết định để giành lại 20% lãnh thổ mà nga đang kiểm soát các quan chức mỹ cho biết họ không cho là cuộc phản công thất bại nhưng phải thừa nhận rằng ukraine đã không đạt được thành công như kỳ vọng Chúng tôi không cho là cuộc phản công đã rơi vào bế tắc. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ Ukraine trong nỗ lực giành lại lãnh thổ như một phần của cuộc phản công. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho hay. Phát biểu với báo giới, tướng Milley cũng cho rằng hai tháng phản công của Ukraine là một khoảng thời gian dài, đẫm máu và chậm. Cuộc phản công sẽ kéo dài hơn Ukraine dự tính, nhưng họ đang đạt được tiến triển đáng kể, ông Milley nhận định.